tôi kỳ vọng là sẽ giảm ùn tắc giao thông. Thế và như chúng tôi là viên chức của thành phố đi làm thì thường là đi xe buýt hàng ngày từ đây ra trung tâm Bờ Hồ là mất 1 tiếng. Thế nếu mà đi đường sắt trên không thì chắc chỉ mất khoảng 20 phút trở lại. Thì tất cả những người mà đi làm hoặc là đi công tác thì đều rất phấn khởi và rất vui khi được đường sắt này đưa vào hoạt động. Đối với chất lượng thì đối với Việt Nam chúng ta thì đối với miền Bắc thì hiện nay là lần đầu tiên mà dân miền Bắc được nhìn thấy là xây cái tuyến đường sắt trên không từ bến xe Yên Nghĩa đến Cát Linh. Thế và chúng tôi hy vọng rằng là thứ nhất là an toàn cho người đi trên tuyến đường sắt. Thứ hai nữa là đảm bảo về cái thời gian giờ giấc, tức là về cái tốc độ đi và cái an toàn cho hành khách là chúng tôi quan tâm nhất. Đoàn tàu, toa tàu đầu tiên được cẩu lên để mà thứ hai là khiến cái đón chào một cái hệ thống giao thông mới nhất để sắp sửa để giải tỏa được cái ách tắc giao thông. Thì chúng tôi ở đây rất lâu rồi mà cũng rất là bức xúc cái ách tắc giao thông này, cho nên là khi mà có cái dự án này nó quá lâu rồi mà bây giờ tiến triển được, đã có đoàn tàu nên là rất là phấn khởi. Chúng tôi cũng mong muốn được chứng kiến cái hệ thống giao thông mới này và rất mong là tất cả những hệ thống giao thông bây giờ thì mọi người dân đều mong cái sự an toàn. Chính vì hệ thống càng tân tiến càng mới thì tất cả mọi người đều mong muốn là các ban ngành hãy rất muốn để đi thử nghiệm xem thế nào, muốn thử dịch vụ mới ở Hà Nội. Một cái là